Để đảm bảo tốt các yêu cầu về chuyên môn cho đợt tập trung và thi đấu giao hữu sắp tới, huấn luyện viên Park Hang-seo đã dành sự ưu tiên khá nhiều cho các gương mặt đã thể hiện sự nổi trội trong 3 lần tập trung trước đây. Trong đó, có thể nhận thấy sự góp mặt của các tài năng trẻ như Nhâm Mạnh Dũng của Viettel, Trần Văn Công của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Dũng Quang Nho của Hoàng Gia Lai, Lê Minh Bình của Bà Rịa Vũng Tàu. Cùng với đó là hai tài năng trẻ trưởng thành từ lò đào tạo của PVF là Võ Nguyên Hoàng và Huỳnh Công Đến. Theo kế hoạch, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ hội quân tập luyện trở lại vào ngày 18 tháng 12 sắp tới. Ngày 22 tháng 12, đội sẽ di chuyển tới Quảng Ninh để chuẩn bị cho trận giao hữu lần 1 với đội tuyển quốc gia diễn ra trên sân vận động Cẩm Phả vào ngày 23 tháng 12. Sau đó, đội trở về tiếp tục tập luyện tại Hà Nội trước khi di chuyển về Việt Trì Phú Thọ để thi đấu trận giao hữu thứ hai với đội tuyển quốc gia diễn ra trên sân vận động Việt Trì Phú Thọ vào ngày 27 tháng 12 năm 2020.